Ok, tiếp tục rồi. Chờ nào. Về nhiệm vụ tiếp theo là đi lên chỗ thằng Disha. Đây đúng không? Ok. Nhiệm vụ tiếp theo để đi đến chỗ thằng Disha này. Đây thì quanh quanh cũng còn một cái nhiệm vụ này thôi. Mình cũng sắp hết nhiệm vụ phụ rồi. Ok, kìa, tôi chọn à. Mà đây hết nhiệm vụ rồi, mình làm nốt cái nhiệm vụ này là có lẽ là mình sẽ làm nhiệm vụ chính và mình sẽ rời khỏi vùng đất này thôi. Quanh đây cũng không còn gì nhiều nữa. Có thể mình sẽ dành một tập hoặc là một lần quay mình đi mình khám phá hết cái map này nữa. Mình khám phá thì có thể mình sẽ ập hoặc là có thể mình sẽ quay. Nó tùy. Nếu mà có cái gì thú vị thì mình sẽ quay, còn nếu không thì mình sẽ ập. Bây giờ mình đi gặp lại thằng Disha ở chỗ, chắc là chỗ nhà tắm. Ở đâu? Không phải. À đúng rồi, nhà tắm của nó ở trên này đúng không? Xa phải đít. Chỗ teleport đâu nhỉ? Đây bên này có cái teleport. Nó rẽ thằng bên đấy kiểu gì đây? Nếu là sao làm xong nhiệm vụ kia lại cho mình về đây. Khổ vãi. À về đây để giả lên cái thuyền của thằng này. Ok, đây có chỗ teleport rồi. Teleport về chỗ này. Để xem cái kế hoạch gọi là ám sát nhà vua của thằng nào đây. Đầu đầu nghĩa bạn chết chắc. Thực ra đấy là áp dụng cho ấy thôi. Gì? Gì cái gì? Ôi thằng ấy đang ở trong này à? Vãi đái, thanh niên vào đây em đi đấy. Rồi ơi, tao không muốn lại phải gắn video 18 cộng đâu. Trời ơi. Đốt cái lửa lên cho sáng sủa nào. Úi dồi ôi, sao nó có em mới tao ăn mặc kiểu gì đây, một láp à? Không. Em này mới lạ nha, lần đầu tiên thấy nha. Con nào mà nhìn nó ăn mặc kín mít này, đéo hiểu. Buổi tối có vẻ đây vắng vẻ nhỉ. Tổng buổi tối ở đây phải đông hơn bình thường chứ. À, thế cái thằng Disha ở đâu đấy? Không phải trong này à? Nó hiện đấy à? Bên phòng bên kia à? Phòng bên này à? Anh ấy đang làm gì ở đây đây? Đâu? Đâu? Tầng dưới à? Hình như là tầng dưới à? Đeo hiểu. Đây là dưới này. Thanh niên ơi, Disha ơi. Thanh niên đang trong này làm gì đây? Ơ, con này có con này à? Greetings. Come now, darling, don't be shy. Yeah, sorry, but I'm here to speak softly. I know very well why you're here. À, lại đến gặp con này à? Con này có vẻ biết kế hoạch. This way, please. Con này có vẻ khỏe không nào? Một ui vãi đái, nó cũng là người gọi là đi gọi là hợp tác với cả thằng Disha. Ok, ui ôi, em này đang tắm ạ. Nếu gì thôi đỡ ra ra xem lại về để video 18 cộng phải lắm. Đó mình tắt quay, mình về đây mình chơi thôi, tắt quay không chơi đâu. Tại cả trong này Witcher nó gọi là thầy, dịch cả thầy kiểu thầy rồng. Geralt, you're here. Good. Might have chosen a more secluded spot to plot an assassination. It's on everyone's mind. Many would like to do it, so there's nothing to fear. Okay. Besides, this venue's got a tradition in this domain. Might even consider it fabled. Volker planned a revolt here. By extension, King Vrydan's. Cái nhà chứa này như kiểu. Comparing yourself to Volker?
For as I can recall, no one in Redania's annals has a bloodier reputation. Her rebellion changed the course of history. That's what we have in common. In terms of blood, we aim only to shed Radovid's. Okay. I'm pleased you're kế hoạch mày nói gì đây? Must admit, I wasn't certain you'd show. Thực sự thì mình vẫn đang không chắc chắn là mình có nên giúp nó không. Bởi vì mình không nghĩ là giúp nó thì sẽ giúp được giết nó thì sẽ giúp được Chief Ren đâu, bởi vì tôi vẫn không chắc là có nên giúp hay không. Bởi vì thằng ấy chết thì cũng có thể còn khác biệt hay thôi. We'll see. Need to know what you expect of me first. I believe you know my associate. Roach, you here? Ah. Retired intelligence operatives. We have a club. Defended a king once. Ready to assassinate another now? Not proud of it, yet. I considered all the options and found none better. Radovid's proven many times he only ever forwards his own interests. When Kedwin asked for help, he invaded. When I begged him to support Vizima's defense. Đây một cái thằng này, cái đức vua đấy trước nãy 2/2, thằng này một thằng rất trung thành với đất nước. We've come to a decisive phase. We must act. Rất là trung thành nhưng mà nó bây giờ đang có ý định giết nhà vua. Only a dead Radovid means a free Temeria. Ok. Thằng này nó có nó gọi là nó theo nó thì phải giết thằng vua này, giết thằng Radovid này thì nó mới có thể giúp Temeria là tự do này. Câu hỏi gì nó sao? How's that work? Seems to me Radovid is Temeria's ally. Only as long as my guerrillas do what pleases him, support his troops. Once he wins the war, he won't acknowledge the previous borders, nor wish to restore them. He dreams of a northern empire. As long as he lives, Temeria will never be free. But we didn't bring you here to bore you with politics. Radovid's a threat to Triss and Yennefer. Remember that. That ought to interest you most. Okay. All right. What do you want from me? One of our co-conspirators ventured out to meet an informer. He's not returned. Yet the plan's success hinges on what he's learned. We've got to find him. And you're the best tracker around. Tracker, huh? Really? Anything else you can tell me? Where this associate was last seen, for instance? He's traveling as a journeyman, itinerant cobbler. Cái đồ ấy mình được gọi là phong danh hiệu là người gọi là chi tìm giỏi nhất thế giới. Ai cũng nó cũng có thể tìm ra được. Muốn tìm một ai thì cứ nhờ cái đồ. Bởi vì đó cái đồ nó cảm giác như nó một kiểu thám tử ấy. Thám tử rất là giỏi trong cái thế giới này. Ở ngoài những cái kỹ năng chiến đấu với ở những cái kỹ năng gọi là của Witcher ra thì Geralt nó có cái óc phán đoán tốt, rất giỏi. Let a Redanian soldier in on your plan to murder Redania's king. You see, there are even some Redanians who cannot abide Radovid's policies. And when simple soldiers notice something's not quite right, well, ok, có vẻ là có rất nhiều người gọi là muốn chống đối lại cái thằng vua đấy, thằng Radovid đấy, rất nhiều người kiểu không đồng tình với cái cách gọi là cái cách ấy quá tàn bạo của thằng đấy. Nhưng mà mình nghĩ trong cái vụ này mình cứ có cảm giác là bọn này sẽ không thành công được ấy. Hai thằng này sẽ không thành công được ấy, nó không hiểu sao có cái cảm giác đấy. Thôi rồi, mình sẽ giúp. Fine, I'll talk to Gregor. Thank you. And try not to draw too much attention, if you can. Remember, the future hinges on the success of this mission. The future of Temeria. The future of the North. I know. I'll try not to fuck it up.
See ya. We're counting on you, Geralt. Ok. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ đi giúp một cái thằng đi tìm một cái thằng gọi là I'm not nervous, just cautious. A trait you ought to nurture as well. I know, and I am. What now, now? What about the streets for a time to lose any tails? I've worked in intelligence as long as you have. I need no lessons in spycraft. Ok. Yeah, này. Thì bây giờ mình phải đi tìm phòng rộng thế. Có đồ gì đúng không? Khá nhiều đồ ăn. Thì bây giờ mình phải đi tìm cái thằng nội gián. Cái thằng mà bọn này nó bảo là hợp tác bọn nó để tìm thêm thông tin ấy, tìm thêm thông tin, à lấy thêm thông tin từ quân đội của thằng vua Radovid ấy. Đứng ra đéo được ở đây. Bây giờ mình đi tìm nó. Tìm cái thằng đấy. Tìm cái thằng tên lạc viên. Còn tìm nó ở đâu thì mình không biết. Nó mới biến ra, nếu chắc không biết. Xem bật vào đồ này nào. Đéo ở đâu đấy. À đây. Chắc là ở thế này. Ok, ở dưới này thì đi xuống thôi. Có cái teleport được ở đây mà. Đây đây đây. Đéo tao treo nào. Ok. Chỗ này mình thấy con quen này, nhưng chỗ này trước mình có đánh con à mình có ấy trong cái tòa lâu đài ở đây. À, cái lâu đài gần đây. À đúng rồi, cái chỗ này mình vào mình tìm cái bộ gì nhỉ? Cái bộ đéo gì mình quên sớm mất tên này. Ở bên này có một cái đảo nữa này. Và mình có khi mình làm xong nhiệm vụ mình sẽ rẽ qua đấy để xem nó có cái vẹo gì bên đấy. Cuta. Đây mình có thể gọi đệ hoặc là gọi ngựa đúng không nhỉ? Ngựa ơi mày đâu rồi? Thôi thằng nào đến đây à? Hình như thằng này. Có vẻ là nó đây. Đây thằng nội gián của bọn kia đây. Nói chuyện trước mặt bọn kia được không? À đây. Looking for Gregor. You found him. Who are you? Geralt of Rivia. Dijkstra sent me. Nó bỏ mũi anh ấy. Let's take a walk. Nice job decorating your guard post. Yeah. By orders of our gracious and merciful ruler, the good king. What was their crime? One on the right, a peller from a village nearby, gave some bloke the wrong advice. Yes. Bloke's mate informed on it. Neighbor held a grudge against the one on the left, accused him of witchcraft. Yes. Just humans at each other's throats. That's not Radovid's fault. Who do you think set down the laws that mean folk hang for such offenses? Hay một cái đạo luật nó khá là hà khắc mà rất nhiều người kiểu phản đối ấy. Ngay cả những người bình thường. What am I to do? I was born a Redanian. I won't desert. Besides, I enlisted when Vizimir was still on the throne. Now that was a good king, wise and just. Radovid's something else. He's got war on the brain. And I don't want Redania to look anything like that. Ngay cả những cái người rất là bình thường, không phải là phù thủy, nó cũng còn không có liên quan đến phù thủy cũng không đồng tình với cái chính sách của thằng vua này. Okay. Let's talk. Must know why I'm here. Take it, it's about our cobbler friend. Yeah, he came through here on his way out. Didn't come back though. Patrol went out yesterday. Reported an abandoned cart a ways off the road. Aimed to go out there, see if it's his. Couldn't get away. Thanks. Good enough to start with. Farewell. Okay.
Thế là mình có biết. Hold on. You got a pass. Won't get back through without one. Bơi qua sông. Yeah, I got one. All right. Good luck. Thanks. See ya. Ok. Bây giờ mình phải đi tìm kiếm cái xe ngựa ở của thằng thợ đóng giày ấy, nó ở góc này. Góc này trước mình có làm một cái nhiệm vụ ở đây rồi này. Nhưng mà bây giờ mình muốn lên thuyền, mình đi ra cái chỗ cái dấu hỏi chấm trước ăn. Đằng nào cũng tiện tay. Đằng nào cũng đang tiện tay đứng ở đây rồi. Ôi kìa, ôi kìa. Kéo nó phi xuống nước. Kéo đã. Cho mượn thuyền anh nhớ. Thuyền này rất bựa. Thuyền mình có thể mới lấy mình đi, nếu mà làm gì mình. Đây mình sẽ đi đây trước để xem trên cái đảo này nó có cái gì. Tiện đường mình làm qua cái nhiệm vụ phụ luôn. À nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ ẩn luôn. Đằng nào thì cũng phải làm hết đi. Rồi qua map. Cái gì? Tiếng gì? Con rau. Chắc là không có gì đâu, chỉ có bọn rào. À không, có gì đấy. Mình vừa nhìn nó có gì ở dưới sông. Nếu mình không nhầm thì nó cũng chỉ là ấy thôi. À, nó cũng chỉ là cây cỏ thôi. Không có gì. Cái gì đấy? Đây là mấy con rào thôi. Không có còn toàn là cây cỏ mấy cả bọn rào đấy. Không có gì đặc biệt. Giác quan Witcher là mách bảo thế. Ok, bây giờ mình sẽ tap vào lề. À, tap vào đây. Nhảy ra. Trên này có vẻ có người này. Bọn này bọn quân lính. Xem nó có gì cho mình không? Có gì không khoanh này? Khoan á, mình lên nhầm chỗ à? Sao cái đảo? Ui, đúng là lên nhầm chỗ thật ạ. Bảo sao cái đảo rộng thế? Mà sao có lính ở trên này? Cái kia là một cái đảo hoàn đảo hoang, có lính hoang ra nè. Đây mới đúng. Mình đi lui đây một tí. Cua, sư cua. Cua thuyền vẽ đai. Đây, bên kia đây. Nhìn gió cây lung lay, cũng tưởng có gì cái đang đứng lắc lắc. Đéo ơi, bọn này có bơi lùng cùng dưới này ghê nha ghê. Ok. Lên đây rồi. Thế nó ở đây có ai không? Ở đây chắc không có người đâu, chỉ có quái là rút sẵn kiếm này. Thế đâu? Thế đâu? Thế đâu? Cái này đéo có ai à? Trèo lên này không? Nếu trèo được. Ui đi. Chỗ này đi thêm sâu vãi. Giờ đằng kia có quái rồi, mình nhìn rồi đấy. Kho báu ẩn giấu. Ở đây có kho báu nha. Đây, cái kho báu ở đây. Và có vẻ có khá... Úi, gì vàng ạ. Có vẻ có khá nhiều quái vật. Gì đây? Ôi, ong. Mẹ, những cái tổ ong nó đốt. Hello.
Hello. Oh. Vừa này toàn mấy thằng cấp 6 thì cú bắp bãi đái. Hòm đấu nhở? À đây. Rồi lại chìa khóa với lá thư rồi. Xem nào. Ok, đây một cái lá thư của cái thằng này, nó kiểu nó tìm được một cái xác. Nó tìm được một cái xác của một cái thằng nào đấy nhà giàu ấy. Ok, thằng nào? Đi theo vết máu không nào? Đi theo vết máu. Đây giữa này cái đống lửa khá là to mà nó đốt xác. Đốt xác gì này? Nhưng mà xác của nó ở trong này nhá. What the hell? Ôi. Ai được cái rìu nữa? Ai phải dập lửa nhỉ? Thử dùng em nào. Không ăn thua. À đốt ra tơ này. Đéo hiểu ạ. À đây rồi. Đây phải dập lửa. Ok. Đốt cái tổ ong ạ. À đây. Đấy, như thế tổ ong nó mới rụng này. Đây rồi, cái túi rồi. Ok, được. Mấy thứ linh tinh. Thôi rồi, ta lấy một cái nhiệm vụ ấy đó. Một cái nhiệm vụ ẩn thôi. Đi tìm kho báu, cái nhiệm vụ gặp khá nhiều trong game. Không có gì đặc biệt cả, bây giờ mình sẽ đi đến chỗ nhiệm vụ đâu ấy nhỉ? Đang nói chuyện, đang làm giờ. Ok, nó ở đâu? Nó đây, ở đây mình có thể đi vào đây mà teleport, hoặc mình đi vào đây mà chạy ngựa. Thôi teleport đi. Ra lại chỗ cái thuyền của mình, nó mình vứt ở đâu nhỉ? Đây, thuyền đây. Chạy ra bên kia teleport khá là gần thôi. Đúng không? Đéo hiểu. Xem nào. Là chạy về đây này, không teleport. Nhưng mà teleport về đây cũng phải chạy một đường đoạn khá là dài thôi, mình đi luôn về đây. Đi về đây xong rồi đấy luôn cho nhanh. Đi về đây xong rồi phi ngựa cho nhanh, đằng nào cũng phải đi. Để dưới lòng sông nó có gì không? Cảm giác trong cái thế giới Witcher này thì kiểu chỗ nào nó cũng kiểu nó cũng có quái vật. Dưới sông thì có bọn này, trong rừng thì đủ các loại quái vật. Người dân ở đây sống đúng là kiểu cực khổ cái này, khổ mãi. Ngựa đâu? Đều. Để bọn nhanh thế. Lên. Ngựa phi đường xa. Te. Chỗ này trong lắm sát chết nhỉ? Có gì vậy? À đây cái chỗ này chỗ bọn cướp trước mình đã đánh rồi. Mình mở cửa rồi ạ. Mà của cứu cái thằng đéo nào ấy. Đa số cái bọn cứu ấy nó bảo nó sẽ trả ơn nếu mà mình
gặp lại bọn nó ở một cái chỗ nào đấy, nhưng mà thường tìm mấy cái chỗ mà nó khó bãi đái. À đây, cái xe ngựa có phải đây không? Cart doesn't look damaged. Strange. Need to look around. Might find something. Ô, gì đấy? What the f**k? Bọn mình chết à? Bọn mình chết à? Bọn mình chết à? Mấy con sói giờ một chém mà lấy bạn. Gì? Mày chạy nè. Đợi lúc hết đồ ăn. Làm gì thì làm. Đây đây có vết máu này. Signs of a scuffle. Somebody got knocked out, dragged off. Ok, bị đánh ngất đây rồi bị lôi đi. A shoe. Something tells me. Ok, nó còn rơi cả hai cái giày ở đây nữa. Đây đây thêm cái giày này. Wonder where its wearer is. Ồ, có vẻ là không phải là. Ố. What the fuck, này buôn giày à? Nếu người lắm giày đấy. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Bốn cái giày. Its wearer is. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. What the fuck? Nó buôn giày à? Nhà buôn giày à? Something tells me I'm on the right trail. Người nhá, đi lắm giày. Hay là cố tình. Wonder where its wearer is. Nó cố tình để lại dấu vết cho mình. Chứ một người bình thường đéo đi lắm giày này được. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Wonder where its wearer is. Ok, mình cứ đi theo cái giày vậy thôi. Nhà thanh niên thì chắc là buôn giày. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Ờ đúng rồi, mày đang đi đúng hướng ấy, mày nói nhiều vãi cướp. Rồi đây thì làm gì nữa? Phải đi tiếp rồi đây. Lại một chiếc giày, có lẽ mình đang đi đúng hướng. Một chiếc giày mà mình đang đi đúng hướng. Một chiếc giày mà mình đang đi đúng hướng. Một chiếc giày mà mình đang đi đúng hướng. Ok, đang đi đúng hướng rồi đấy. Làm gì nữa? Sao xa thế? Đây nữa, đây một chiếc đây này. Đây một chiếc đây này. Hello, trên kia có con gì kìa? Hello. What's he doing here? Hello, chôn. Thằng này là thằng rốc chôn. Chôn đá. Úi, đập chết mẹ thằng này rồi. Đẹp. Bọn rốc chôn này thì great. Thường nó khá là ngu. Bọn nó nếu không làm gì nói, nó không làm gì. Away go with you go. You did pick me. What the hell? I can see that. Just wondering how those shoes is wound up here. Yes, you did grow. Like the mushroom. What the fuck? Vậy ngoài nói nó. Shoes don't sprout from the ground. You see who left them behind here? Thật ra hỏi con rốc chôn này con. Speak no bog. Oh, I'm gonna get Og and Pog. Og and Pog. Those your friends? Finderinger's great Og Pog. Human finder on Big Suit's cart. Con rốc chôn này mình cảm giác như kiểu cái bọn nó kiểu suy nghĩ bọn nó rất là đơn giản ấy. What did they do to this? Mà kiểu như đứa bé. Ogpogman's cover to take. They're over. Do you eat him? Nah, no. Body man's, stringy man's, blah. Oggy make man's suited make. Frog, pog and rog suited make. Cho thì cần đến tay làm gì? Ô con hiêu kìa. Shoes it on humans it is. Shoes it once Og, Pog and Log. What the hell? Big lords trollers be. Đéo like humans it. Đéo nàn hiếu đi qua lưng mình kìa. Ok. So long. Cũng hỏi một tí thông tin về thằng từ cái thằng này. Đéo kìa. Người đấy trang trọng. Còn đấy như kiểu mấy đứa trẻ con ấy. Ngố ngố ngố.
khá là cute. Mày này, hay không? Mày này, chạy này, chạy được không? Dám đi qua trước mặt tao. Ok, bây giờ phải tìm cái hang của thằng này. Đây, nhìn gái thấy ngay cái hang của nó đây. Và trên này còn có cái hòm nữa. Ơ, what, cái hang này mình vào rồi đúng không? Ôi trượt. Cái hang này như mình vào rồi mà, phải không? Hình như nếu phải trong này thì sao ấy. Chỗ này quen lắm thật. Chỗ này mình đến đây rồi này, mình đã đến đây mình khám phá rồi, đã từng đến đây khám phá rồi này. Nhưng mà nó chỉ ở quanh đây thôi thì chắc chắn là trong hang này rồi, có lẽ chắc chắn là trong hang này. Để mình vào đi xem có gì. À đây, tìm cái đống giày trong hang động này. Chỗ này mình đã đến rồi, mà đến một lần rồi. Nhưng mà trước cái lúc mình đến thì nó không có nhiệm vụ gì nên là nó không có ai cả. Kêu đi. 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 Cái gì này? Bọn này đang nói là khi mà bọn này đập một phát là người chết luôn rồi, nên là đừng có đập người, hãy rào mặt mọi người thôi. What the fuck? Bọn này kiểu nó gặp người ấy thì bọn người nó la hét đấy, bọn này chỉ đập một cái thôi mà chết, nó không muốn giết người nên là nó muốn để kiểu nó tập để hét mặt người cho người sợ, người bỏ đi ấy. Kéo hiểu mấy con ngáo. Đây một cái loại quái vật khá là kiểu thú vị trong cái con game này. Should have known who better to teach trolls how to cuss. What the fuck? Này quen mình à? This hole. Relax, Og. This bugger's an old friend of mine. Bugger friend, Og, don't! Dead. I'd make for an awfully veiny morsel. Right, true that. Just look at the plowed bastard. Thôi đi, tao vẫn nhiều thịt mày. Well, gentle trolls, our time I traveled on. You practice what I taught you. Okay. Give you a fucking example. Thôi đang dậy chôn kiểu à. Don't let no go. Tell us shit. Sit us down. Tell us something. Thằng hề dậy còn thầy chửi bậy cái này. À, ta cần người này. I can see you've made friends, but Taller needs to come with me. Blood nowhere, Taller. Đẹp, con này có vẻ là không hợp tác lắm rồi. But I need him. Taller's here, stay. You chooses got. Nói cái đéo gì đấy. Ok. Bây giờ mình có hai lựa chọn. Lựa chọn này thì mình sẽ phải đánh nhau nó. Còn lựa chọn này thì mình sẽ kiểu mình sẽ gọi là xin thằng này đi một lúc thôi. Thực ra mình cũng không muốn giết bọn này làm gì, kiểu nó này nó cũng không gây hại. Now let's all stay calm. Taller will be back. He just needs to come with me. We'll get some leather for your shoes. Và lừa bọn này cũng khá là dễ đó. He's telling the plain truth. Nhìn nhau đéo. Look at your feet. They're fucking mammoth. Need a damn bit of leather to make shoes for them. Understand? Me and Geralt will get some cocksucking leather. Then I'll come back and make your blasted shoes for you.
Chooses Pock Far? Pock was off. Rung Far? Two pairs for each of you gnarled pricks. Dialogue go, but back come must. Knew you buggers were good mates. Sit tight, be back in a bit. Ok, thế mình đỡ phải đánh nhau bọn này. Đúng là kiểu bọn chôn này nó kiểu những cái đứa trẻ con ấy. Đương nhiên là có người tìm cần tìm mày. Though I am grateful you came to get me, Geralt. Must have a lot on your mind. All those monsters to kill. Heard you three are planning to do some killing of your own. Okay. They tell you? Clowns. Kinda. Didn't offer any details, though. Maybe you'd be willing. Gesture of gratitude? Sorry, mate. If they were mum, I've got to be mum. That. Be that way. How'd you even wind up out here? Nilfgaard occupied land now. You saying the black ones have no use for cobblers? Probably brought their own. Brought fuck all, as I see it. Amateurs in uniform. And you'll not find a better cobbler than Tala anywhere in the north. Yeah, right. You doubt me? You're a spy, and you're working with Roach and Dijkstra now. Doubt you went out there to fix Nilfgaardian boots. Ah, I see you've thought about this. I admit it. Cobbler acts my cover. Who takes an interest in cobblers? No okay. You sit there doing your work. Thế bây giờ mình dẫn nó đi đâu đây? Nói chuyện đóng giày đóng đồng đéo gì? Bollocks mostly, but sometimes they say something interesting. Like? That's all I'm willing to say. Thế thì như nào? Hiểu hiểu. Ý ý là như nào? Để làm gì? Đây cái xe đây. Thanks again, Geralt. I'll take it from here. Okay, thế mình. And I'll be sure to tell Roach and Dijkstra how you buggered Og and his mate sideways. As I see it, they'll be so impressed they'll shit themselves. Thế bây giờ ta nghe làm gì? What do you mean? Head back to Novigrad. Dijkstra, Roach and I have got a master plan to set in motion. I'll ask again. Details. Forgive me, mate. I plow in calm. See, were it just up to me, I'd spill it loud and proud. You're trustworthy like no one else I know. But I'm not on my own. So, blooming unilateral decisions are out of the question. Trap stays shut. Okay, thằng này nó sẽ không nói chuyện với mình. Gotcha. À, nó không tiết lộ cho mình cái kế hoạch của bọn nó. Ba thằng này sẽ phối hợp với nhau. Để kiểu ám sát nhà vua ấy. You were a fence in Vizima. How'd you become a cobbler? Pick the least suspicious profession. Thế nào bây giờ mình muốn hỏi nó sẽ làm như thế nào, nhưng có vẻ nó không muốn nói với mình. Kiểu mình đã không tham gia rồi ấy. Mình công việc là cái kiểu nhiệm vụ của mình là đến đây thôi. Còn tiếp theo bọn nó sẽ tự làm. Cũng tốt thôi, nhưng mà mình có linh cảm bọn này sẽ không thành công. Hy vọng là bọn nó không chết rồi. Whereas a cobbler travels everywhere. Better believe it. Even cobbled together this fancy rolling stall. Đẹp, căng vậy. Lovely. Bloody bullseye. I've made a small fortune out of it since the war started. Those pricks in uniform are always marching. Know what happens when their cocksucking boots disintegrate? Their feet bleed. Blister up. Thôi được rồi. Thế là, thôi đừng có nói bốc phét về cái chuyện mua giày nữa. Thôi, mày đi mẹ đi. And good luck. Oh, I can bloody use it. Radovid's one crafty ore with a clap. But we'll figure a way around that. The old bloody north will be blathering about how he got fucked. Careful it's not also blathering about three assassins drawn and quartered. Fear not, Geralt. Rồi, hy vọng là mày sẽ không chết. Tao cũng không hy vọng là mày sẽ thành công đâu. À không nghĩ là mày sẽ thành công đâu, nhưng mà hy vọng mày không chết. Ok. Thế nào, cái nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi.
Mình đã xong cái nhiệm vụ này, mình đến đây mình giúp thằng này để có thể trở về thôi. Nhiệm vụ đến đây nó cũng đã hoàn thành rồi và có vẻ là đã hết nhiệm vụ phụ ở trên cái map này rồi. Cái vùng đất này có vẻ là hết nhiệm vụ phụ rồi đấy. Không còn nhiệm vụ nào đâu. Chẳng nào. Kiểm tra lại một lượt. Đây là nhiệm vụ đua ngựa thì mình không hứng thú lắm. Mấy cái nhiệm vụ đua ngựa với cả nhiệm vụ... cái này là nhiệm vụ cấp 24 thì chưa nói này. Mà nó cũng là nhiệm vụ ở vùng đất khác. Mấy cái nhiệm vụ đều là nhiệm vụ ở vùng đất khác hết. Nó không phải nhiệm vụ ở đây. Rồi ok, hết nhiệm vụ rồi đấy. Không còn nhiệm vụ nào nữa đâu. Bây giờ mình sẽ trở về với nhiệm vụ chính. Ok. Sợi xuống ngựa. Trở về với nhiệm vụ chính đấy là đi gặp thằng John Tan ở điểm phục kích. Mình sẽ đi cứu thằng Dandelion. Mình sẽ cùng với thằng John Tan cứu Dandelion. Như mọi người biết ở vài tập trước ấy, nhiệm vụ chính của mình đang hiện tại đang là... Ôi sao có xác ai ở đây này? Hổ thân ạ. Một cái xe ngựa bị giật ạ, chắc là bị bọn quái vật tấn công. Giật chết xứ ở đây rồi. Hổ. Ôi, hello, hello chó. Chúng cha luôn. Tao nhỏ. Không thèm phải rút kiếm. Thì nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ chính tiếp theo của mình là mình đã lần trước mình đã làm, à mình gọi là mình đã tìm được cái thằng người tàng hình, à người biến hình ấy. Thì thằng ấy đã chấp nhận giúp. Giúp mà mình để mình đi cứu, ôi con gấu. Giúp mình để đi mình cứu thằng Dandelion. Từ từ á, mình muốn giết con gấu rồi, mình lấy con gấu rồi nó có khá nhiều đồ. Gấu này nó có thể cho đồ mấy cái ta gấu với cả một số đồ để chế đồ. Ôi gục quá. Mỡ gấu như thế này nó chế được khá nhiều đồ đấy. Tiện tay rẽ luôn cái nhà xem có gì. Chẳng có cái đéo. Ok. Giờ mình sẽ quay về để mình gặp John Tan. Xa vãi cứt. Là đến điểm phục kích thì mình sẽ phải chạy đến cái điểm teleport ở đây gần nhất này. Phi có cái nhiệm vụ này, nó cũng là cái nhiệm vụ cuối ở trong cái map này rồi. Sau khi mình cứu được Dandelion có lẽ mình sẽ đi sang nơi khác. Cứu Dandelion thì mình sẽ hỏi thông tin từ của Siri. Mình sẽ hỏi là thông tin của Siri. Chỗ ơi, chỗ đéo nào mà sao thành lũy sen kinh nhỉ? À, chỗ này mình đi rồi. Cái này con mỏ. Sau khi cứu Dandelion thì mình đã có thể mình hỏi được thông tin của Siri và mình sẽ đi đến... có lẽ mình sẽ đi đến nơi khác thôi chứ cái vùng đất này có vẻ không còn gì. Mình đang đi đéo đâu này. Cảm giác càng ngày càng phi đi đéo đâu. Cảnh khá đẹp. Nhưng đúng là kiểu nâng cấp RAM nên mình cảm giác cái máy nó ngon hơn hẳn đấy. Nó không còn bị tụt FPS nữa. Cạch đẹp vãi. Phi ngựa chạy quanh. Đây có cái ngôi làng ở dưới này. Ơ, cái ngôi làng không có trên bản đồ à? À đâu có mà, ngôi làng mình đã đi qua rồi. Đâu? Đây có điểm DDT đây đây. Thật nắt cái gì ạ? Cái chàng ạ. Ok. Đây có thằng lòn thợ rèn này, từ từ. Thằng nào cũng đang tiện tay. Ơ gặp, chết. À, thợ rèn này đều nói chuyện rồi à? Không bán hàng mày. Cái là thợ gen, tôi đứng đây làm đéo. Đéo thì hiểu được.
Tạo thời gian đứng với sưởi ấm mà bán hàn thì không bán. Đeo đỡ